buổi tối tất cả mọi người. Thì hiện tại Duy đang có mặt tại Aeon Mall Tân Phú. Hôm nay là trung thu nên đường khá là đông. Bây giờ mình đi lên thang máy, đi lên lầu 1 nhé. Hiện tại mình đang có mặt ở lầu 1. Ngày trưng bày khá là đẹp này. Đây là dành cho các thiếu nhi. Đây là khu ăn uống. Đây có cả món cà phê, trà sữa. Cả chè nữa này. Và các loại bánh. Mức giá 25 ngàn. Wow. Gà rán xuất hàng rất là đông nhỉ. Ở đây nữa này. Ở đây có khá là nhiều loại bánh ngọt nhá. Và với đủ mức giá. Bánh tráng mắm ruốc. Mình đang đứng trước khu siêu thị. Ừ.
khu vực quầy cá và quầy tôm tươi sống. Cá lăng sống 210.000. Cá lăng sông. Đây là cá trình. Cá chép khá là bự nhỉ, 1,5 kg. Đây là khu vực thịt, thịt heo, thịt gà và đầy đủ các loại. Khu vực sơ chế của siêu thị nhé. Để biết Tết. Lạc lương bò Úc có giá 165.000. Gần 400 g. Khu vực siêu thị khá là rộng. Nãy giờ đi mỏi chân mà cũng chưa hết. Đây là khu vực ngồi ăn uống của siêu thị. Khi mình mua đồ ăn tươi chín á, mình có thể ngồi đây. Mà nhớ ăn xong thì nhớ dọn dẹp sạch sẽ. Và mình đang đi lên cầu thang lên tầng 2 của siêu thị. Không kém cạnh tầng 1, tầng 2 khá là đông nhỉ. Đây có xe lửa điện, rất là nhiều trẻ em thích cái mô hình này. Lưu ý cho bạn nào mà không chịu nổi tiếng ồn thì hạn chế lên khu vực này nhé. Khu vực này nhạc và âm thanh rất là ồn. Này là mình mua su.
khu nhà hàng ẩm thực. Đói bụng. Sushi Kai, nhà hàng Nhật Bản. Pepperland, Mây Quay, Trung Hoa mỹ vị. Trên đây cũng có khu tập gym riêng, UFC gym. Mình đang có mặt tại trước CGV. Bây giờ đã gần là 10 giờ. Sau một hồi khám phá siêu thị thì kết quả là mỏi hết cả chân. Thì mình đánh giá siêu thị này thì khá là tốt, đầy đủ dụng cụ. Đáng là một nơi để mọi người mua sắm và giải trí ở đây. Đừng quên lưu ý là khi mà mình gửi xe ở đây á, thì mình phải nhớ cái tên của hàng gửi xe của mình. Không là một hồi sẽ không kiếm được cái xe đâu. Ở đây là rất là rộng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm xe của mình đã. À đây rồi. Thôi, kết thúc video ở đây nhé. Chào mọi người. Bye. Hẹn gặp lại.